Đây là một lớp học thường niên, lớp học có gần 30 học viên, trẻ nhất cũng gần 50 tuổi. Các học viên này đều là bí thư chi bộ, trưởng phó thôn, cán bộ các ngành, đoàn thể của 6 thôn trên địa bàn xã Đức Chính đang tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức tin học do Trung tâm Học tập Cộng đồng của xã mở ngay tại trường cơ sở. Phải nói rằng đây là một vấn đề khá mới mẻ với các học viên. Tham gia lớp học này, cán bộ cơ sở mới biết thế nào là máy tính và công dụng của nó trong việc giải quyết các vấn đề về văn bản đối với công việc hàng ngày. Đây là cái lớp học đầu tiên của trung tâm về bồi dưỡng cái kiến thức tin học cho các bác là nguyên là cán bộ quản lý ở các thôn và trưởng các cái đoàn thể ở các thôn. Đấy, chính vì vậy là cái khóa học đầu tiên và lại trong cái đó là các bác cũng vừa được cái chương trình nông thôn mới của tỉnh là tài trợ bổ sung cho mỗi một thôn ấy là 1 đến 2 bộ máy vi tính. Thế mà trong cái đó là các bác là cũng có tuổi, nhiều bác là cũng có tuổi, tuổi cao. Thế cho nên là đi học cũng rất khó khăn. Thế cho nên chính vì vậy đấy là trung tâm và nhà trường đấy là bồi dưỡng cho các bác những cái kiến thức cơ bản nhất về tin học và có 2 cái nội dung. Một ấy là bồi dưỡng cái kiến thức tin học về văn phòng, cái công tác soạn thảo văn bản cho các bác. Cái thứ hai nữa là cái khai thác mạng, khai thác kết nối mạng cho các bác. Thế để khai thác các cái tư liệu cho phục vụ cho chỉ đạo và quản lý và sản xuất. Xã Đức Chính hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới từ năm 2013 và là một trong số ít địa phương hoàn thành sớm mục tiêu này. Từ cuối năm 2014, địa phương được tỉnh trang bị cho mỗi thôn một bộ máy vi tính để khai thác và phát huy hiệu quả của công cụ này trong quá trình công tác. Trung tâm Học tập Cộng đồng của xã đã chủ động tham mưu và phối hợp với trường trung cơ sở của xã đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ cơ sở thôn. Mặc dù mục tiêu đề ra của lớp không cao, chỉ là giúp cho cán bộ cơ sở biết sử dụng máy tính, biết khai thác thông tin từ mạng Internet phục vụ cho công việc, song đây được đánh giá là một việc làm thiết thực và hiệu quả. Các học viên tuy tuổi đã cao, song khi được tiếp cận với máy tính, với các kiến thức tin học đã thấy rõ mình vỡ ra được nhiều điều mà bấy lâu nay mình còn lạc hậu. Đối với lớp học này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chúng tôi đã là những người công tác lâu năm ở dưới thôn, nhưng mà chưa bao giờ như vậy là được tiếp xúc với cái công nghệ thông tin như hiện nay. Từ trước cái này là chúng tôi làm cái công tác nhiệm vụ của mình là đều viết bằng tay. Đến nay sau khi được học cái công nghệ thông tin này thì là chúng tôi đã biết như vậy là làm văn bản và soạn thảo các cái văn bản để báo cáo rất là thuận tiện cho cái việc công tác ở dưới cơ sở. Đây là một cái điều kiện là rất là thuận lợi cho chúng tôi. Ở trước đây có thể như vậy thực hiện cái đề án 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cái tinh giản bộ máy biên chế, kiêm nghiệm nhiều công việc. Chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là khoa học và bổ ích. Dự kiến lớp bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ cơ sở của xã Đức Chính sẽ kết thúc vào giữa tháng 1. Song phải khẳng định rằng lớp học này là một hoạt động thiết thực của Trung tâm Học tập Cộng đồng địa phương. Với những kiến thức đã tiếp thu được qua lớp bồi dưỡng, chắc chắn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở của xã tích cực, chủ động hơn trong công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tương lai.